Nói thật sự tối nay, mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt ở giải Gaza khi hôm nay quân đội Israel tăng cường bắn phá lãnh thổ Palestine. Các báo cáo xuất hiện sau khi đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Quân đội Israel hôm nay cho biết đã tăng cường các cuộc tấn công rất đáng kể vào Gaza, trong khi lữ đoàn al ghazam của phong trào Hamas cho biết đã đáp trả bằng hàng loạt tên lửa. Israel cho biết trong các cuộc đột kích qua đêm, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công 150 đường hầm, không gian chiến đấu dưới lòng đất và cơ sở hạ tầng bổ sung dưới lòng đất và một số thành viên Hamas đã bị tiêu diệt. Phong trào Hamas cáo buộc Israel đang tiến hành các vụ thảm sát bằng các cuộc tấn công trả đũa đậm máu từ trên không, trên bộ và trên biển. Hamas cũng cho biết tất cả các kết nối Internet và liên lạc trên khắp Gaza đã bị cắt. Tổ chức trăng lửa liềm đỏ Palestine cho biết việc mất liên lạc đã làm gián đoạn các dịch vụ cứu thương. Tổ chức theo dõi nhân quyền cảnh báo tình trạng mất điện gần như hoàn toàn tại Gaza có nguy cơ tạo ra vỏ bọc cho hàng loạt hành động tàn bạo. Hãng tin ABC hôm qua dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đang chú ý đến các hoạt động quân sự của Israel tại giải Gaza. Tuy nhiên, hiện tại Washington vẫn chưa xác định chiến dịch do quân đội Israel bắt đầu đêm qua có phải là cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào giải Gaza hay không. Trả lời hãng tin ABC, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Peter Blebner nói rằng quân đội Israel đang tiến hành các hoạt động dọn dẹp để tạo điều kiện cho các hoạt động trên bộ. Quân đội Israel đã thực hiện các hoạt động như vậy trong nhiều ngày trong khi đó hãng tin cbs tối qua đưa tin quy mô hoạt động quân sự của israel vẫn chưa rõ ràng thông tin nhận lời hai quan chức mỹ cho rằng đây có thể là bước khởi đầu cho cuộc tấn công trên bộ của quân đội israel nhằm vào gaza Thưa quý vị, đến nay sau 3 tuần kể từ khi nhóm chiến binh Hamas của Palestine mở cuộc tấn công vào miền nam Israel, triển vọng ngừng giao tranh vẫn còn ảm đạm. Kêu gọi tạm dừng nhân đạo để viện trợ cần thiết vào Gaza, Liên minh châu Âu EU đang cố cất tiếng nói thống nhất sau những chi rẽ sâu sắc. Việc EU ra tuyên bố chung kêu gọi các hành lang nhân đạo và tạm dừng nhân đạo tại hội nghị thượng đỉnh mới kết thúc ở Brussels được mô tả là một sự thỏa hiệp. Thủ tướng Leo Varadkar của Ireland một trong những nước ủng hộ Palestine mạnh mẽ nhất ở EU, tuyên bố Tôi không bị ám ảnh về việc chúng tôi sử dụng ngôn ngữ gì. Điều chúng tôi muốn là chấm dứt giết chóc và bạo lực để viện trợ nhân đạo có thể đến được Gaza, nơi người Palestine vô tội đang phải chịu đau khổ. Phản ứng của EU trước sự bùng nổ xung đột vũ trang ở Gaza có phần bối rối. Ông James Moran tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu ở Brussels cho rằng phản ứng ban đầu của một số nhà lãnh đạo và quan chức EU là ủng hộ Israel quá mức Tôi nghĩ, thế giới Ả Rập đã phản ứng khá nặng nề với điều đó. Theo truyền thống, EU ít nhiều đã cố gắng thực hiện một cách tiếp cận công bằng, khiến cả hai bên đều tôn trọng, đặc biệt là Ả Rập với tư cách là một nhà trung gian chân thật. Trong khi EU nhanh chóng đưa ra một thông điệp thống nhất khi Nga mở dịch quân sự ở Ukraine hai năm ngoái, thì phản ứng trước cuộc xung đột ở Gaza lại lộn xộn hơn. Giáo sư Wasti Brown tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Manohar Paprika ở Ấn Độ bình luận điều đó thực sự làm EU mất đi uy tín. Bạn sẽ thấy mình kỳ vọng quá nhiều từ châu Âu vì bạn đã thấy nội bộ EU thực sự bị chia rẽ. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Charles Michel đã cố xoa dịu những quan ngại này. Chúng tôi không có tiêu chuẩn kép. Chúng tôi có tiêu chuẩn cơ bản là chúng tôi tin vào luật pháp quốc tế. Ông Michel cho rằng một số người đang cố lợi dụng tình hình để tấn công EU và gây hoài nghi về độ tin cậy của tổ chức này. EU cũng muốn xua tan những lo ngại rằng khối này có thể lơ là về cuộc chiến ở Ukraine. Chúng tôi ủng hộ Ukraine miễn là cần thiết. Chuyên gia Dimitro Pripozev tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu cho rằng dù sự đổi Israel-Hamas đang thu hút được sự chú ý, nhưng ông không tin rằng nó sẽ thay đổi nghiêm trọng quan điểm của EU với Ukraine. Hãng tin AP hôm nay đưa tin Tổng thống tổ Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng tới tại San Francisco. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan hôm qua. Quan chức này nói thêm, hai bên chưa thống nhất chi tiết về thời gian, địa điểm và các vấn đề hậu cần khác. Nhà Trắng trong một tuyên bố cùng ngày chỉ cho biết hai bên đang hướng tới một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, hội nghị bên lề APEC, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Ông Vương Nghị đến Mỹ vào thời điểm căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao, bao gồm vấn đề kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến của Mỹ và các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Tờ Forbes của Mỹ hôm qua đưa tin, trong năm 2023, hơn 600 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng hàng loạt ở nước này. Đây là số người chết vì xả súng cao nhất ở Mỹ 10 năm qua. Truyền thông Mỹ đưa tin hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra ở Bắc Carolina và Maine trong tuần này, lần lượt khiến 538 người thiệt mạng, nâng tổng số vụ xả súng ở Mỹ trong năm nay lên 566 vụ, khiến ít nhất 602 người thiệt mạng. Con số này vượt xa cùng kỳ trong 10 năm qua. Năm ngoái, số người thiệt mạng là 545 người. Tờ Daily Moon của Anh ngày 26 tháng 10 đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại của năm, hơn 15.000 người đã thiệt mạng vì các vụ bạo lực súng đạn ở Mỹ, trong đó có hơn 240 trẻ em dưới 12 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Midland Daily vào cuối tháng 9, chuyên gia Hansa Havara cho biết Mỹ đã trở thành quốc gia mắc kẹt trong bạo lực súng đạn, và bạo lực súng đạn đang khiến người dân sợ hãi và lo lắng. Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại mỏ ở Kazakhstan xảy ra sáng nay. Theo đại diện Azelomito Temitor, đơn vị vận hành mỏ, ngoài những người thiệt mạng, còn có 18 người khác bị thương đã được hỗ trợ y tế kịp thời. Trong số 250 người làm việc tại mỏ Kostenko vào thời điểm xảy ra sự cố, có 205 người đã được sơ tán. Tổng thống Kazakhstan Kassim Tokayev đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, ra lệnh cho nội các của ông phải dừng hợp tác với Azelomito Temitor. Mỏ hỏa hoạn xảy ra nằm gần thị trấn Karaganda, thuộc khu công nghiệp ở miền trung Kazakhstan. Đây là sự cố gây chết người thứ hai trong hai tháng tại các mỏ do Aselomito khai thác. Trong đó, trong tháng 8 vừa qua, đã có 5 thượng mỏ thiệt mạng trong một vụ tai nạn khác. Hôm nay, các bộ trưởng thương mại của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã nhóm họp tại tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản. Hội nghị do Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yasutoshi Nishibura và Ngoại trưởng Yoko Kamikawa đồng chủ trì. Dự kiến hai vị bộ trưởng sẽ công bố kết quả hội nghị tại kỳ họp báo vào ngày 29 tháng 10. Hội nghị diễn ra trong hai ngày tập trung vào chủ đề củng cố chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu và những mặt hàng khác nhằm đảm bảo an ninh kinh tế. Theo hãng tin Kyodo tại hội nghị, các bộ trưởng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với một số nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, lần đầu tiên được mời tới hội nghị. Đây là những quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng mạnh, vốn đang trở nên cấp thiết trong môi trường địa chính trị phức tạp hiện nay. Tại phiên họp mở rộng trong ngày đầu của hội nghị, Ấn Độ, nước giữ vai trò chủ tịch, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cùng Úc, Chile, Indonesia, Kenya và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đang lên kế hoạch thảo luận với G7 về các phương thức đa dạng hóa hệ thống phân phối các khoáng sản quan trọng. Theo kế hoạch, các chương trình nghị sự trong ngày họp cuối cùng bao gồm cải cách hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. Đây là cuộc họp thứ hai của các bộ trưởng thương mại G7 trong năm nay. Cuộc họp đầu tiên đã diễn ra theo hình thức trực tuyến vào tháng 4. Thưa quý vị, khoảng 1 phần 3 thực phẩm sản xuất cho con người bị thất thoát hoặc là bị bỏ đi, bất chấp tình trạng thiếu hụt thực phẩm trầm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc kêu gọi giảm một nửa lượng thực phẩm lãng phí trong phân phối tiêu thụ vào năm 2030, đồng thời giảm thất thoát trong chuỗi sản xuất cung ứng. Đất nước Áo đã đưa ra một vài sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề này. Thông qua các ứng dụng như Too Good To Go, các nhà hàng hoặc nhà bán lẻ cung cấp thức ăn thừa với giá giảm thay vì vứt vào thùng rác. Khách hàng sẽ được thông báo bất cứ khi nào có thức ăn như vậy. Ứng dụng này đã triển khai ở 15 quốc gia châu Âu cũng như tại Mỹ và Canada. Khoảng 20-30% khoản phí sẽ được coi là hoa hồng cho ứng dụng cung cấp nền tảng này. Ông Strasser Muller, giám đốc Too Good To Go, chi nhánh ở Áo, cho biết Chúng tôi bắt đầu triển khai một số nhà hàng tiềm ấn tại thủ đô Viên. Tuy nhiên mọi người khi đó chưa nhận thức rõ về lãng phí thực phẩm. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục để có được những đối tác đầu tiên. Nhưng sau vài tuần, vài tháng, chúng tôi đã có được những chuỗi nhà hàng đầu tiên tham gia và sau đó thực sự là một hiệu ứng quả cầu tuyết, tức là tác động ngày càng lan tỏa. Tuy nhiên, Too Good To Go không phải là sáng kiến duy nhất trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lãng phí thực phẩm. Trên toàn cầu, các tổ chức phi chính phủ thu thập thức ăn thừa và chia sẻ chúng với những người có nhu cầu. Người ta ước tính trung bình mỗi người áo tiêu tốn khoảng 800 đô la Mỹ thực phẩm mỗi năm. Một vài người dân cho biết: Tôi cũng lãng phí thức ăn. Tôi mua bánh mì mới mỗi ngày và cái bánh hôm qua thường bị vứt đi. Tôi nghĩ đi chợ là cách phù hợp để mua sản phẩm mà bạn cần cho gia đình. Trong siêu thị thì số lượng thực phẩm và trái cây là quá nhiều cho một người. Tại thủ đô của Áo, sáng kiến chia sẻ thực phẩm cung cấp một số tủ lạnh công cộng trên toàn thành phố để mọi người có thể bỏ vào hoặc lấy thức ăn thừa. Chẳng hạn, bằng để một hộp táo vào tủ lạnh này, sau vài phút sẽ có một ai đó cần đã đến lấy nó. Tuy nhiên, theo các tổ chức môi trường, việc chia sẻ thức ăn thừa là không đủ để ngăn chặn tình trạng lãng phí thực phẩm. Điều cần thiết là cách tiếp cận có trách nhiệm với nguồn tài nguyên quý giá này trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ trang trại đến nhà bán lẻ.